crossover cỡ nhỏ Chery Tiggo 3X Plus chỉ từ 168 triệu đồng. Ưu điểm lớn nhất của mẫu xe crossover cỡ nhỏ Chery Tiggo 3X Plus 2020 mới đến từ Trung Quốc chính là giá khởi điểm rất rẻ, nhưng cũng không vì vậy mà người mua đòi hỏi quá nhiều ở nó. Trong tuần qua, mẫu crossover giá rẻ Chery Tiggo 3X Plus 2020 mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc. Về cơ bản, Tiggo 3X Plus là một biến bản mới của Tiggo 3X. Do vậy, Tiggo 3X Plus vẫn là một mẫu crossover nhỏ bé, nhưng nó có phần phong cách bóng bẩy hơn để lôi cuốn người mua trẻ tuổi. Trực diện đầu xe giá rẻ Chery Tiggo 3X Plus cho thấy hai dải đèn LED rất mỏng ở trên. Cụ thể hơn, Chery Tiggo 3X Plus có một khuôn mặt mới với lưới tản nhiệt lớn hơn hẳn và dải đèn LED rất mỏng. Ở phía sau, nó cũng nhận được một tấm cản va mới mẻ ở vị trí thấp hơn. Chery Tiggo 3X Plus có tấm cản va phía sau mới, tích hợp luôn hai đầu ông pô giả. Phía bên trong, Plus mang đến một màn hình cảm ứng mới, chi tiết trang trí chất lượng cao hơn và một hệ thống điều hòa mới nữa. Tuy nhiên, có vẻ là phần nội thất không được thuyết phục như ngoại thất. Nó dường như hơi quá bừa, hơi quá rẻ tiền và vẫn không hề có bảng đồng hồ kỹ thuật số, một chi tiết rất phổ biến ngày nay. Khối động cơ nằm dưới nắp capo vẫn là mẫu dung tích 1.5 lít với 116 mã lực và 146 Nm moment xoắn cực đại, phối hợp một hộp số CVT. Nhiều đó là đủ đối với một chiếc xe mang kích thước khiêm tốn như Chery Tiggo 3X Plus với chiều dài 4.200mm, rộng 1.760mm, cao 1.570mm và trục cơ sở 2.555mm. Cận cảnh cần số của Chery Tiggo 3X Plus nhìn từ bên sườn, Chery Tiggo 3X Plus trông khá bắt mắt. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất là mức giá xe Chery Tiggo 3X Plus có mức khởi điểm rất mềm từ 49.900 nhân dân tệ và kết thúc ở 67.900 nhân dân tệ, tương đương 168 đến 229 triệu đồng.